Xin chào tất cả anh em nhé. Đây là cái video Trung chiều muộn rồi, Trung test cái con động cơ 490 ZL Q chứ. Con này là 52 kW tua 3200 nhé anh em. Sáu mấy ngựa đấy. Đời 2008 nhá. Đây này, tem nhãn có sẵn này. Máy móc khô rang khô ráo hết nhá. Turbo sạch sẽ nha. Con này tại mình không có gắn ống tăng nạp của nó bay. Mỗi lần mà nạp ra lớn nó khói. Nó là đặc trưng của cái dòng turbo intercooler đấy nè. Ống này ra cái nó vòng ra trước intercooler nó nạp ngược nó về. Rồi. Đây, nó liền với cả hộp số luôn. Cái con này là 490. Đây này, cái số. Đấy, số seri của nó đây. Đề truyền nha, hộp số 5 số, 1 tầng có cốc đầy đủ hết. Nhìn cái con máy còn quá đẹp. Trung Quốc mà chặt xe đời 2008 cỡ này là thấy là cũng còn khá lắm rồi. Con này về anh em câu cái ống gió bên đây qua bên đó thì cái tính năng turbo nó sẽ hoạt động đầy đủ. Quanh chai nhé, quanh chai 490 nhé anh em. Đây nè, mình soi vào từng cái chi tiết luôn nhé. Lóc nó đây, con heo đây, con heo còn cái nước phủ vàng vàng, thấy cũng còn khá lắm. Bơm lái còn đây này, còn bơm lái nha, đề sạc đủ hết, bơm sạc bít, đề sạc, bơm sạc bít, cổ lửa còn khô này, đây dàn cổ lửa nữa đây, rồi chung view gần view xa như vậy đó anh em. Để anh em ở xa không có đến xem trực tiếp được thì xem qua video cảm nhận thử cái con động cơ 4 máy 90 ly 6 tua 3200 nhá. Tua này là cũng tương đối là nhanh rồi, máy diesel mà tua trên 3000 thì mình gọi là máy tua nhanh hết đấy. Xác nó nhỏ ổn. Cái con 490 này nó cũng mạnh lắm, mấy cái con bồn đốt trực tiếp này thì nó rất là nhạy và mạnh. Đây này, mình lắc khóa thử nhé. Em lắc một phát một này. Anh em có thể là không nghe kịp cái tiếng đề luôn nhé. Thì mình lắc khóa này. Rồi. Cái con 490 này thì trên xe của mình hiện tại mình đang xài cái con này y cùng loại 490 mà hình như là khác hãng, cũng 490 không có turbo luôn. Thấy cảm thấy nó ổn lắm. Đây trên con xe cẩu mình đang xài cái động cơ y hệt như vậy nè. Cũng 490. Dòng này thấy xài được, tiết kiệm dầu. Đổ có mấy lít dầu thôi, chạy. Chạy cũng tương đối lâu ấy. Máy móc vừa đủ xài, tương đối mạnh. Đấy. Con y hệt như vậy thôi, không khác gì hết. Đây này, đây cũng hộp số giống như vậy nè. Này, con máy của mình đang dùng nó còn xấu hơn cái con này nữa, mà thấy nó ổn, cái lượng dầu nó sử dụng, đổ một ít dầu vào thùng, xài thấy nó hiệu quả, có hiệu quả cao. Rồi, Trung có cái đoạn video test cái con động cơ như vậy đấy. Anh em có đúng nhu cầu sử dụng cái con động cơ 490 nhé. 6 bậc máy Trung Quốc đời 2008. Bao hơi ngon lành hết. Bao cốt S nhé. Liền với hộp số. Anh em không lấy số thì cứ alo thương lượng nhé. Hoặc là anh em có muốn mua số riêng để chế cái gì đó. Cái hộp số này cũng tương đối lớn này so với cái bàn chân này. Tương đối lớn so với cái máy, so với động cơ. Anh em muốn mua riêng máy cũng được, số cũng được, hoặc là cả máy cả số cũng được thì cứ liên hệ nhé. Rồi, chung kết thúc video nè.